Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký. Và chương trình này được phát hình và phát thanh từ Nam California, 5 giờ 30 giờ California, tức là 7 giờ 30 giờ Houston, Texas, trên cả Facebook lẫn YouTube. Trân trọng cảm ơn tất cả khán thính giả ở khắp nơi đã chọn cái channel của Phong để theo dõi các cái bài nói chuyện, phân tích cũng như các bản tin hàng ngày của Phong. Cảm ơn tất cả mọi người. Và một cái tin vui là trong bước qua ngày hôm nay thì bên YouTube cái lượng subscriber của Phong, tức là cái lượng người ghi danh đã vượt qua 50.000 người, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ đạt con số 100.000 trong 6 tháng tới. Đó là cái lộ trình mà Phong đi. Nhưng mà Khoa không quan trọng số người subscriber, quan trọng là quý vị càng nhiều người coi để hiểu được cái chuyện gì xảy ra xung quanh chúng ta và thời sự là cái điều mình mong muốn. Và càng nhiều người biết được cái phân tích, đối chiếu, so sánh để tự có nhận định của mình. Đó là cái mục tiêu của Phong, chứ không phải mục tiêu là subscriber ở bên YouTube hay là lượng người ghi danh. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào cái phần đề tài mỗi một ngày, vẫn là phần bảo trợ của hai công ty. Thứ nhất là phần bảo trợ của luật sư Dina Nguyễn với số điện thoại là 714-657-2425, 714-657-2425. Luật sư Dina Nguyễn chuyên trách về các luật gia đình, luật di trú hay luật thương mại. Đặc biệt là những quý vị nào có thân nhân sắp sửa bị deport, tức là trục xuất, thì có thể liên lạc với luật sư Dina Nguyễn. Cô có thể giúp đỡ tùy theo từng trường hợp. Đó là cái luật sư và văn phòng của luật sư Dina Nguyễn. Một lần nữa là 714-657-2425. Ngoài ra thì còn được sự bảo trợ của công ty Win Financial chuyên về thuế vụ. Nếu như quý vị có trở ngại về thuế vụ hay là muốn làm hồ sơ thuế, thiết lập hồ sơ thuế, khai thuế cá nhân v.v. Tất cả liên can tới thuế vụ ở trên khắp các tiểu bang, quý vị có thể liên lạc về với văn phòng của Win Production, Win Financial là 714-888-5666, 714-888-5666. Ngoài ra công ty Win Financial còn có thể giúp cho quý vị, hướng dẫn quý vị cách khai thuế và làm thuế và như thế nào để quý vị có thể được qualify vay tiền mua nhà. Một lần nữa, số điện thoại của Win Financial là 714-888-5666. 714-888-5666. Đó là phần bảo trợ của các cơ sở đã bảo trợ cho cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả ở khắp nơi. Và cảm ơn các bạn hữu, bạn bè và các công ty đã bảo trợ cho cái chương trình của Phong. Và bây giờ thì chúng ta nhanh chóng bước vào trong cái phần tin của chúng ta, cũng như cái bài phân tích của chúng ta. Ngày hôm nay vẫn là hai cái tin, vẫn là hai đề tài. Và cái đề tài thứ nhất, Phong lấy cái tựa là cộng đồng quốc tế bắt đầu e ngại những hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Lý do, ngoại trừ những cái việc gửi gián điệp qua hoạt động ở trên một số quốc gia mà có cái nền kỹ thuật công nghệ cao, thì Trung Quốc vẫn còn sử dụng những cái trò ở dưới gầm bàn. Tôi gọi là trò ở dưới gầm bàn. Lý do là họ sử dụng những cái thiết bị mà họ sản xuất, những cái thiết bị điện tử, và họ sản xuất để mà bán lại cho những cái công ty nước ngoài, và đặc biệt là những công ty nào mà ham rẻ của Trung Quốc, mà mua hàng của Trung Quốc ở những quốc gia mà có cái nền kỹ thuật tân tiến cao đó, thì dễ bị trở thành nạn nhân. Và trong một hai cái bài viết trên tờ South China Morning Post ngày hôm nay, họ đưa ra hai cái tin. Hai cái tin này tôi cho rằng là khá quan trọng và là cái đề tài mà chúng ta cần bàn cãi. Thứ nhất các bạn, đó là tin từ South China Morning Post cho biết là công ty Na Uy thì đúng hơn, quốc gia, một trong những quốc gia vùng Bắc Âu, đã bắt đầu e ngại cái kỹ thuật 5G của công ty Huawei của Trung Quốc, công ty mà đang có bà tổng giám đốc tài chính bị bắt giữ ở Canada. Thì bây giờ tới phiên Norway, tức là Na Uy, là cái quốc gia bắt đầu có những cái đề phòng e ngại đối với những cái sản phẩm từ Trung Quốc. Các bạn, phía Na Uy đã duyệt xét lại việc là họ có thể không dùng cái sản phẩm của Huawei để mà build cái hệ thống 5G network, theo tin của Bộ trưởng Tư pháp, tức là Justice Minister cho biết, để đề phòng các cái vụ gọi là espionage, tức là hoạt động gián điệp đó các bạn. Na Uy hiện đang xem xét việc cùng với một số những quốc gia Tây phương khác để loại trừ các cái sản phẩm của công ty Huawei Technology trong cái phần mà xây dựng cái hệ thống new, tức là 5G telecommunications. Tức là cái phần mà gia tăng 5G, theo Bộ trưởng Tư pháp của quốc gia này cho biết hôm nay thứ Tư. Và chính quyền của Na Uy cũng đã thảo luận về việc giảm đi cái này tôi gọi là những cái lỗ hổng về trong cái kỹ nghệ về điện thoại,
trước những cái upgrade, tức là những cái nâng cấp. Và trong đây thì họ cho biết là cái công ty do chính phủ Na Uy làm chủ, nơi có 173 triệu người ghi danh trên 8 quốc gia ở Âu Châu và Á Châu. Công ty này có tên là Telenor, nghe các bạn, đã sign cái first major, tức là họ đã từng ký kết một cái hợp đồng với Huawei năm 2009. Và cái thỏa thuận này đã giúp cho công ty của Trung Quốc phát triển trên toàn cầu. Telenor và một cái công ty khác, đối thủ có tên là Telia, hiện nay đang sử dụng cái hệ thống 4G của Huawei ở Na Uy và đã thử nghiệm các cái dụng cụ này để chuẩn bị để gia tăng ra 5G. Và bây giờ thì chúng tôi đã có cùng một cái lo ngại với Hoa Kỳ, Anh Quốc về cái hoạt động gián điệp ở các cái kỹ nghệ tư nhân và những cái kỹ nghệ của chính phủ tại Norway, tức là tại Na Uy. Bộ trưởng Tư pháp có tên là Thor Mikkelwara đã nói trong một cuộc phỏng vấn và ngày hôm nay. Và câu hỏi là cái chuyện cao cấp nhất chúng tôi cần biết là build cái next round, tức là build một cái thế hệ mới của hệ thống network. Và đây cho thấy là công ty tới phiên Na Uy cũng bắt đầu đề ngại nghi ngại tất cả những cái sản phẩm đến từ Trung Quốc, đặc biệt là công ty Huawei. Và bên cạnh đó các bạn, đó là cái bản tin từ South China Morning Post, là bây giờ tới phiên Na Uy cũng bắt đầu sợ những cái hoạt động gián điệp của Trung Quốc thông qua những thiết bị của họ. Nhưng mà chưa hết, bây giờ Phong mời các bạn đọc bản tin thứ hai cũng tờ South China Morning Post ngày hôm nay. Trong tờ này thì một cái trường đại học ở California, cái này các bạn ở Việt Nam nên quan tâm nhé, tại vì khá quan trọng đó, là đã cảnh báo học sinh của họ là không nên sử dụng những cái app đến từ Trung Quốc. Ok các bạn, đây là cái bản tin của tờ South China Morning Post là Don't use WhatsApp or WeChat, tức là đừng có sử dụng WhatsApp hay là WeChat khi các bạn đang ở Trung Quốc. Trường Đại học California, trường Đại học UC Davis nha các bạn, đã nói với các sinh viên. Đây là tên trường học này, University of California Davis, tức là chúng tôi thường gọi tắt đây là trường UC Davis, nằm ở Bắc California nha các bạn. Trường Đại học California có tên là trường Davis, tức là UC Davis, đã đưa ra một cái lời cảnh báo cho việc du lịch tới Trung Quốc về các cái hệ thống điện tử và các cái hệ thống computer của sinh viên, và khuyên họ không nên sử dụng những cái app như là WhatsApp hay là WeChat để mà đưa ra những cái để mà đưa ra gọi là những cái tuyên bố chính trị không thuận lợi trên mạng xã hội. Trong bài này viết cho biết như vậy. Và trong khi mà đưa cái email này ra, cái email này được gửi ra bởi một người tên là Gary Leona, là giám đốc điều hành của cái chương trình tài sản và những cái bài, những cái nhu liệu ở trong trường. Và ngày hôm thứ hai đã gửi đến cho tất cả các cái hệ thống mà gọi là engineering department, tức là cái hệ thống kỹ thuật computer ở trong trường, và đã được nhìn thấy bởi tờ South China Morning Post. Và đây là cái hình mà South China Morning Post đã chụp lại, là đừng có ký bất cứ một cái gì, đừng có đưa cái passport cho tới khi mà bị ép phải đưa, và ngay lập tức yêu cầu nói chuyện với lại tòa đại sứ Hoa Kỳ vân vân. Và phải lưu ý các cái câu hỏi phải trả lời để mà phải cẩn thận những điều này. Đó là cái, và while using, trong lúc đừng có sử dụng cái WhatsApp hay WeChat và những cái message mà họ gọi là có hợp pháp tại Trung Quốc vân vân. Và trong đây thì các bạn thấy là cái email này ra giữa lúc mà phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã gửi ra một cái lời cố vấn cho tất cả các công dân Hoa Kỳ mà muốn du lịch tới Trung Quốc, vì họ e ngại cái vụ bắt giữ 3 công dân Canada, và cảnh cáo rằng các công dân của Hoa Kỳ có thể sẽ bị bắt giữ và thi hành án địa phương, hoặc là bị cấm vân vân, bị cấm xuất cảnh đó các bạn. Đây là một trong, và có hai học sinh từ cái department này confirm, là từ cái bộ này họ xác nhận rằng họ đã nhận được cái email nhưng mà từ chối trả lời về cái vấn đề cảnh báo này. Và các bạn thấy đây là hình của WeChat và Weibo ở trên cái phone, tức là trên cái phone nếu các bạn download những cái app này vô, hoặc là WhatsApp. Đây là một trong những cái mà họ nói rằng là có thể gây nguy hiểm cho các sinh viên khi mà du lịch tới Trung Quốc. Ok các bạn, hai bản tin này cho các bạn thấy điều gì? Thứ nhất là vấn đề hoạt động gián điệp của Trung Quốc ở nước ngoài như thế nào và gây e ngại cho các chính quyền ở bên ngoài như thế nào. Và thứ hai
là cái nỗi lo sợ bị bắt một cách bất ngờ và bị chụp mũ cho bất cứ một cái tội danh gì nếu mà du lịch tới Trung Quốc trong giai đoạn này. Đây là cái giai đoạn được xem là nhiều sinh viên ở những quốc gia Tây Phương dễ bị bắt giữ bởi bất cứ một lý do gì. Và vì vậy, hai cái bản tin này đưa ra cùng một lượt cho thấy là Trung Quốc đã, thứ nhất là Trung Quốc đã bắt đầu siết chặt cái mạng lưới an ninh và họ sẽ không từ bỏ bất cứ một cái gì mà những cái lời nói nào được xem là phê bình hay là chỉ trích đến cái chính quyền cai trị tại Trung Quốc. Và thứ hai là trong 10 năm qua, bây giờ người ta mới bật ngửa ra là Trung Quốc đã âm thầm hoạt động gián điệp qua những thiết bị điện tử mà họ bán cho những công ty nước ngoài. Đây là hai cái vấn đề mà chúng ta rất là rõ nét. Về vấn đề mà gài đặt những cái thiết bị để làm gián điệp cho Trung Quốc thì cách đây vài tuần và vài tháng trước đây hồi năm ngoái thì Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng trong vấn đề này. Sau khi ông lên tiếng thì một thời gian sau đó, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chánh và Bộ Thương mại đã công bố tất cả các chi tiết về việc hoạt động gián điệp thông qua những thiết bị của Trung Quốc. Trong đó thì họ bán những cái thiết bị cho những công ty lớn ở Hoa Kỳ, bao gồm cả Amazon, cả Microsoft, cả Dell Computer và cho tới những cái công ty mà làm việc với lại ngành quốc phòng của Hoa Kỳ, rồi kể cả một số công ty mà gia công cho chính phủ Hoa Kỳ làm việc và thiết lập những cái hệ thống máy tính trong văn phòng đó, cũng đã nhập thiết bị từ Trung Quốc. Và những thiết bị này đã được cài đặt những con chip gián điệp, những con chip điện tử mà Trung Quốc cài đặt ở bên trong. Các bạn, đây là một trong những cái mà hồi năm ngoái và cách đây vài tháng thì Bộ Tư pháp đưa ra. Và ngay sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra những thông tin này thì ngay lập tức cái quốc gia đầu tiên đã lên tiếng là lo ngại và ngưng ngay tất cả những cái sản phẩm của Huawei là Anh Quốc. Và tiếp đến những đồng minh khác của Hoa Kỳ, New Zealand, rồi Australia, Canada cũng đã ngưng lại tất cả các cái sản phẩm của công ty Huawei, kể cả công ty ZTE là những cái sản phẩm thiết bị đến từ Trung Quốc. Và hôm nay tới phiên một trong những quốc gia ở khu vực Bắc Âu là Na Uy cũng đã lên tiếng cảnh báo và họ ngưng lại tất cả các cái sản phẩm. Họ đang duyệt xét việc ngưng lại các sản phẩm nhập cả những cái thiết bị rẻ tiền từ Trung Quốc mà họ cho rằng là có lợi về mặt tài chính, nhưng mà nó gây thiệt hại rất lớn về mặt an ninh quốc gia, đặc biệt là khi mà những cái thiết bị này nó được cài đặt ở trong tất cả những cái hệ thống điện thoại hay là những cái hệ thống iPad, kể cả máy computer, để mà lấy thông tin, lấy cắp thông tin từ những quốc gia hay là từ những công ty. Đây là một trong những cái hoạt động gián điệp mà Hoa Kỳ là cái quốc gia đầu tiên khui ra và bây giờ nó lan rộng qua các quốc gia khác và công ty Huawei đang phải đối diện với nhiều vấn đề. Trong đó ngoại trừ cái vấn đề mà vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với lại một số quốc gia bị cấm vận trên thế giới của Liên hiệp Âu Châu, của Hoa Kỳ, của Liên hiệp Quốc, mà công ty này còn tiếp tay cho nhà cầm quyền Trung Quốc để mà hoạt động gián điệp bằng những con chip điện tử gài trong những cái thiết bị của họ. Và điều này có nghĩa là công ty Huawei sắp sửa phải chấm dứt rồi các bạn. Những thông tin này đưa ra cộng với lại việc bà tổng giám đốc tài chính của Huawei đang chuẩn bị dẫn độ về Hoa Kỳ cho thấy rằng công ty Huawei sắp sửa phải đổi tên. Tức là nếu họ tiếp tục giữ công ty này thì công ty này một nhẹ lắm sẽ bị phạt tiền rất là nặng, hàng tỷ Mỹ Kim. Còn hai là khi mà các công ty trên thế giới và các quốc gia trên thế giới tẩy chay, tức là họ không dùng sản phẩm của công ty Huawei vì e ngại các hoạt động gián điệp, thì có nghĩa là chấm dứt sự nghiệp của Huawei. Tại vì cái nợ của Huawei đang nợ trong ngân hàng của Trung Quốc rất nhiều. Và công ty này nếu như mà không có những cái phát triển mới thì họ sẽ phải gánh một món nợ rất lớn. Và món nợ đó có thể dẫn tới phá sản công ty. Và khi phá sản công ty thì công ty sẽ được đổi tên và trở thành công ty quốc doanh. Nhà nước Trung Quốc sẽ bước vào mua công ty này với giá không đồng. Đó là cái kịch bản mà công ty Huawei sẽ phải đối diện và trả giá cho họ khi họ hợp tác với chính quyền Cộng sản Bắc Kinh để mà hoạt động gián điệp. Tại vì các bạn biết nếu mà những cái hoạt động gián điệp này mà bị các quốc gia đưa ra và dần dần những bằng chứng lộ rõ, và khi có bằng chứng cụ thể rồi thì công ty này sẽ không thoát được, tại vì họ sẽ bị dính tới vấn đề hoạt động chính trị. Và hoạt động chính trị thì không có tội lỗi gì ở các quốc gia Tây Phương cả, nhưng hoạt động gián điệp thì tội rất lớn các bạn. Hoạt động chính trị các bạn có thể chửi bới, các bạn có thể la hét, các bạn có thể chỉ trích, các bạn có thể phê phán, các bạn có thể đi vận động chống lại những cái người đang nắm chính phủ, là cái đảng cầm quyền đó các bạn, thì các bạn không có tội gì hết ở các quốc gia Tây Phương.
nhưng các bạn hoạt động gián điệp cho một quốc gia khác thì các bạn sẽ bị ở tù và các bạn sẽ bị xử rất nặng. Ok, thì cái này phân rõ cái sự hoạt động gián điệp và hoạt động chính trị nó khác nhau. Đừng đánh đồng hai thứ lại. Cộng sản luôn luôn đánh đồng cái hoạt động gián điệp với hoạt động chính trị là hai là một, để quy chụp cho người ta cái tội phản quốc hay phản động vân vân. Thì tôi nói rõ cho các bạn biết hai cái khác nhau. Quý vị hoạt động chính trị nó khác và quý vị hoạt động gián điệp nó khác. Quý vị hoạt động chính trị là quý vị tác động cái nền chính trị của quốc gia và để thay đổi một số chính sách hay thay đổi cái xã hội ở quốc gia đó bằng các cái hoạt động chính trị của quý vị. Thậm chí là quý vị phê phán, quý vị biểu tình, có những cái lời chỉ trích rồi cái chửi bới vân vân. Tất cả những cái hành động đó đều hợp pháp ở các nước Tây phương cả. Và thậm chí là các quý vị đi vận động lá phiếu để mà chống lại đối thủ là đảng cai trị để mà huy động quốc dân cũng không có gì sai trái trong các quốc gia Tây phương. Trừ khi quý vị thực hiện những cái gì mà bạo động, mà vi phạm luật pháp là bạo động đó, thì quý vị sẽ bị bắt. Nhưng mà cái hoạt động chính trị thì nó được xem là hợp pháp ở tất cả các quốc gia trên thế giới, ngoại trừ một số nước độc tài, độc đảng và gia đình trị, trong đó có Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam. Còn hoạt động gián điệp là quý vị hoạt động lấy thông tin để cung cấp cho một quốc gia khác. Và cái đó nó được gọi là hành động gián điệp hay hoạt động gián điệp. Và những hoạt động này sẽ bị kết tội rất nặng nề. Kết tội rất nặng nề ở các quốc gia Tây phương, kể cả những quốc gia độc tài cũng vậy nữa. Thì nhưng mà các quốc gia độc tài, độc đảng và gia đình trị, họ luôn đánh lận con đen, tức là họ luôn trộn hai cái hoạt động này vào, hoạt động chính trị và hoạt động gián điệp, để chụp mũ cho những người hoạt động chính trị là phản quốc, là phản gián, là phản động vân vân. Nhưng mà những người hoạt động chính trị họ không có làm gián điệp. Ok các bạn, đó là cái phân biệt để cho các bạn hiểu rõ. Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện của công ty Huawei và cái kỹ thuật mà Trung Quốc sử dụng để mà ăn cắp thông tin và hoạt động gián điệp. Các bạn thấy là kể từ mùa hè năm ngoái cho tới ngày hôm nay là hơn 6 tháng qua, thì Tổng thống Trump đã liên tục báo động về các cái hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Bên cạnh lời báo động của ông đi kèm theo là những cái bản báo cáo cụ thể về các hoạt động gián điệp của Trung Quốc bởi Bộ Tư pháp, bởi Homeland Security, bởi Bộ Tài chánh và Bộ Thương mại của Hoa Kỳ. Kể cả Bộ Ngoại giao cũng đã lên tiếng. Thì các bạn thấy là năm cái bộ ở trong nội các của Hoa Kỳ thì đã lên tiếng trong cái vấn đề hoạt động gián điệp của Trung Quốc, và đặc biệt là họ cảnh báo rằng là Trung Quốc hoạt động gián điệp ở Hoa Kỳ gồm hai phần. Phần thứ nhất là nhân sự, phần thứ hai là thiết bị. Nhân sự là họ gửi du học sinh và nghiên cứu gia, họ đội lốt du học sinh và nghiên cứu gia xâm nhập vào các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu của Hoa Kỳ và các cái trung tâm nghiên cứu tư nhân của Hoa Kỳ để mà lấy thông tin, lấy cắp thông tin. Và hoạt động thiết bị tức là họ bán những cái thiết bị cho rẻ, giá rẻ cho các công ty, và ở trong những cái thiết bị đó họ cài đặt những con chip rất nhỏ để mà đánh cắp thông tin từ các công ty của Hoa Kỳ, kể cả công ty tư nhân lẫn công ty mà chính phủ và quản lý, thì để họ đánh cắp những cái thông tin, những cái bí mật này. Đây là một trong những cái hoạt động mà tôi nói là hai phần, phần nhân sự và phần thiết bị là như vậy. Và bây giờ nó đã bị khui ra, và càng lúc nó càng khui ra hơn. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là trong cái thông điệp đầu năm, thì Tập Cận Bình ngày 2 Tây tháng Giêng đã ra lệnh là chuẩn bị chiến tranh. Đã ra lệnh chuẩn bị chiến tranh cho quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Lý do là các bạn, không phải vì vấn đề của Đài Loan, cũng không phải vì vấn đề của Biển Đông. Vấn đề Đài Loan và Biển Đông chỉ là cái bình diện ở phía ngoài, tức là cái tấm bình phong ở phía ngoài. Thực chất là Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh là vì tất cả hoạt động gián điệp của họ đang bị cộng đồng quốc tế dỡ ra. Và nếu dỡ ra như vậy, người ta sẽ thấy được cái bản chất thật sự của một cái chính quyền cai trị ở Trung Quốc. Họ ăn cắp thông tin, họ đánh cắp thông tin và họ hoạt động gián điệp như thế nào. Tất cả sẽ được phơi bày ra trong cái năm 2019 và 2020. Do đó, Tập Cận Bình thúc đẩy quân đội là chuẩn bị chiến tranh là như vậy. Tại vì họ biết rằng là trước sau gì, họ cũng sẽ phải đối diện với cộng đồng quốc tế về những hoạt động bất hợp pháp này. Hoạt động gián điệp trên quốc gia khác là bất hợp pháp. Thì đây là một trong những cái mà phía Trung Quốc không có cẩn thận bằng nước Nga. Không cẩn thận bằng nước Nga. Họ hoạt động gián điệp một cách lộ liễu. Và thậm chí là họ ý với cái thị trường lớn,
và có thể thỏa hiệp với bất cứ quốc gia nào. Nếu một khi mà những cái hoạt động gián điệp đó bị khui ra thì họ có thể dùng cái quyền lợi kinh tế để mà thỏa hiệp và đè lại tất cả những vụ này, coi như là biến mất hết. Thì chính vì tự tin này cho nên họ hoạt động gián điệp lộ liễu hơn của phía Nga. Trong khi phía Nga thì họ là một quốc gia gần như bị cô lập. Gần như thôi chứ không phải bị cô lập nha các bạn, gần như thôi. Vì họ còn làm việc với nhiều quốc gia khác trên thế giới lắm. Nhưng mà đa phần họ bị khối Tây Phương cô lập. Thì Nga hoạt động gián điệp cẩn thận hơn Trung Quốc nhiều lắm. Họ hoạt động gián điệp rất là kỹ và cẩn thận hơn. Còn tình báo Hoa Nam của Trung Quốc quá ỷ y. Cho nên các bạn, chưa đầy 20 năm, mới có mười mấy năm phát triển kinh tế thôi, mà tất cả hoạt động gián điệp của họ đã bắt đầu bị khui ra, bị phơi bày trước ánh sáng rồi. Và bây giờ thì tới phiên Na Uy, là một trong những quốc gia mà gọi là hiền nhất ở Bắc Âu. Các bạn biết ở Âu Châu đó thì có những quốc gia rất là hiền hòa. Họ không bao giờ có chiến tranh cả. Các bạn thấy Thụy Sĩ nè, Na Uy nè, rồi Hòa Lan nè. Các quốc gia đó nó rất là hiền hòa. Người dân ở những quốc gia đó họ sống rất là lè phè thoải mái. Mà ngay cả những quốc gia đó bây giờ cũng trở thành nạn nhân gián điệp của Trung Quốc. Thì các bạn biết là gián điệp Trung Quốc họ không chừa bất cứ một ai cả. Họ không chừa bất cứ một quốc gia nào cả. Đừng nói tới những quốc gia mà có cái nền kỹ thuật cao như là Hoa Kỳ, Đức, Nhật thì họ khó xen vào lắm. Họ khó đánh cắp được kỹ thuật của người Nhật lắm. Tại thứ nhất, người Nhật rất cẩn thận trong vấn đề này. Và thứ hai, người Nhật quá thấu hiểu người Trung Quốc. Người Nhật họ trưởng thành sớm hơn người Trung Quốc. Họ hội nhập với khối Tây Phương sớm hơn Trung Quốc. Phải nói là phải sớm hơn nửa thế kỷ. Do đó, họ rất hiểu rõ người Trung Quốc. Cho nên khó mà đánh cắp được kỹ thuật của người Nhật. Khó đánh cắp được kỹ thuật của người Nhật lắm. Nhưng mà với Đức, với Hoa Kỳ, với Đài Loan và với Anh Quốc thì Trung Quốc dễ dàng ăn cắp kỹ thuật hơn. Nhưng mà với người Nhật thì khó hơn. Lý do thứ nhất là vì người Nhật họ cẩn thận đối với người Trung Quốc. Thứ hai, người Nhật họ tự tin với các sản phẩm của họ. Do đó họ ít nhập thiết bị của Trung Quốc. Họ rất ít nhập. Mà họ chủ yếu là xuất cảng nhiều hơn. Do đó, riêng nước Nhật thì họ không có làm gì được. Nhưng mà đối với Nam Hàn, đối với lại Nam Hàn vẫn còn ham rẻ, vẫn còn nhập thiết bị của Trung Quốc. Rồi đối với lại các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh Quốc v.v. thì Trung Quốc hoạt động gián điệp rất mạnh. Và chính vì vậy mà các quốc gia rất cẩn thận đối với lại cái sản, bây giờ họ rất cẩn thận đối với sản phẩm của Trung Quốc. Và những cái hoạt động này các bạn thấy nó đang bị khui ra. Và một khi nó bị khui ra mà nó càng khui càng nhiều đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là Trung Quốc sẽ không còn mặt mũi nào trên cộng đồng quốc tế vì những cái hoạt động gián điệp của họ bị phơi bày. Và khi bị phơi bày như vậy đó, thì cái hay nhất là hey, tôi bảo vệ nước tôi mà, tôi vì quyền lợi nước tôi vân vân và vân vân. Ai ngon thì đánh đi. Do đó là có cái chuyện mà gọi là Tập Cận Bình ra lệnh chuẩn bị chiến tranh ngay ngày đầu năm của năm 2019. Thì các bạn thấy là cái lời cảnh báo của Tập Cận Bình không phải chỉ nhắm vào cái hồ sơ của Đài Loan, không phải chỉ nhắm vào cái hồ sơ của Biển Đông, mà còn nhiều hồ sơ khác. Nó làm cho Trung Quốc phải sử dụng tới vũ lực để trấn áp người khác, hay là để che lấp đi những cái tội lỗi của mình, những cái tội lỗi mà cộng đồng quốc tế đang khui ra trong các cái hoạt động gián điệp của quốc gia này. Ok các bạn, một trong những cái điều mà trong thời gian năm 2019 mà các bạn sẽ nhìn thấy, càng lúc sẽ càng có nhiều cái hồ sơ liên quan tới hoạt động gián điệp của Trung Quốc được khui ra. Đã có một số người Trung Quốc bị Hoa Kỳ bắt giữ, bị Canada bắt giữ vì tội hoạt động gián điệp. Nhưng mà con số này chỉ là con số diện thôi, chứ nên chưa nằm thật sự ở bên trong. Tại vì con số bên trong còn khá nhiều. Và vì lý do đó mà Tổng thống Trump đã ra lệnh siết chặt tất cả các cái chương trình học, du học hay là nghiên cứu, thậm chí là di dân từ Trung Quốc, kể cả đầu tư. Là vì ông đề phòng cái vấn đề mà Trung Quốc sẵn sàng tung ra tất cả những cái hoạt động gián điệp của họ, và họ nhân danh khiến cho những kẻ không muốn hoạt động gián điệp cũng phải hoạt động gián điệp cho họ. Thứ nhất là những người hoạt động gián điệp đó là không phải là chuyên nghiệp. Họ không phải là thành phần chuyên nghiệp. Họ là những thương gia, họ là những nhà nghiên cứu, nhưng họ bị ép làm gián điệp một cách bất đắc dĩ. Thứ nhất là gia đình của họ còn nằm ở Trung Quốc. Thứ hai là những kẻ này luôn bị thuyết phục bởi cái tinh thần yêu nước. Tại vì hoạt động gián điệp thì nó nhấn mạnh cái tinh thần yêu nước, và họ cứ nghĩ rằng họ đang làm việc cho một nước Trung Quốc. Nhưng mà các bạn, làm việc cho quốc gia, đóng góp cho quốc gia
cái ý nghĩa của nó không phải là đi ăn cắp đồ của nước khác đem về nước mình thì đó là yêu nước các bạn. Không phải đi ăn cắp đồ của nước khác về nước mình là yêu nước đâu. Mà hành động đó chỉ là hành động đóng góp cho cái chế độ cai trị thôi. Còn nếu là hành động yêu nước thật sự thì họ sẽ bằng mọi giá họ phát minh, họ sáng tạo, họ tạo chỗ đứng cho quốc gia của mình vững chắc ở trong cộng đồng quốc tế. Khi mà cộng đồng quốc tế đang đi vào cái xu hướng sáng tạo chứ không phải đi ăn cắp. Do đó, các bạn đừng lầm lẫn là cứ ăn cắp thông tin hay là ăn cắp những cái bí mật của quốc gia khác mang về quốc gia của mình đưa cho nhà cầm quyền. Thì đó là yêu nước các bạn. Nó không phải như vậy. Ok? Yêu nước là sự sáng tạo. Và đánh cắp thông tin hay là đánh cắp những bí mật đó, những hành động đó được nhân danh là yêu nước nhưng thật sự nó không phải là yêu nước. Cái hành động không có hành động nào yêu nước nào mà đi ăn cắp cả. Do đó các bạn đừng để những kẻ tuyên truyền họ nói với các bạn là ô, hành động đó mày làm sai nhưng mà đó là vì mày yêu nước. Mày làm như vậy là tổ quốc ghi công. Tổ quốc nào ghi công các bạn? Khi hoạt động gián điệp của các bạn bị khui ra thì các bạn chỉ bị người dân sỉ vả chứ không có người dân nào ca ngợi các bạn là anh hùng cả. Và các bạn thấy rõ cái điều này như ban ngày. Nhất là ai các bạn? Nhất là cái những nhân vật mà hoạt động gián điệp cho Cộng sản trong cái giai đoạn mà cuộc chiến Việt Nam đó. Thì có nhân vật nào mà được gọi là vinh danh đâu. Mà còn bị tù đầy, còn bị giam lỏng. Tất cả những cái giá đó họ phải trả. Cho nên các bạn phải cẩn thận với cái chữ yêu nước. Yêu nước không phải đi ăn cắp thông tin. Nghe các bạn, đó là cái một trong những cái mà tôi nhấn mạnh. Dựa trên cái bản tin này và dựa trên những cái việc mà siết chặt các cái luật lệ ở Trung Quốc hiện nay. Làm cho cộng đồng quốc tế lo ngại. Thì các bạn thấy là phía trường đại học UC Davis đã đưa ra cái cảnh báo với sinh viên của họ, cho thấy rằng là có nhiều tiềm năng. Trung Quốc sẽ phải trả đũa và lấy mặt mũi và dùng những cái trò này để mà xóa đi cái bản chất vấn đề. Ví dụ như công dân của họ bị bắt về tội gián điệp thì họ lập tức bắt công dân của nước khác, họ quy tập cho tội khác, trả đũa và làm mọi việc trở thành chính trị hóa. Tức là cái thủ đoạn của Trung Quốc là bắt đại công dân của nước khác. Ví dụ như Hoa Kỳ bị bắt 3-4 công dân, họ cũng chụp cho cái tội là hoạt động gián điệp, rồi họ chính trị hóa vấn đề. Họ nói đây là cái món trả đũa qua lại giữa hai quốc gia, chủ yếu là giành quyền lợi kinh tế, bla 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 bla. Là họ sẽ chơi cái trò này, tức là họ dùng cái sử dụng cái này. Do đó, tại sao mà các cái trường đại học bây giờ và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã đưa ra lời cảnh báo? Là bởi vì họ đã nhìn thấy được Trung Quốc xây dở những cái chiêu này để che lấp những cái hoạt động gián điệp của họ. Và cho rằng là ôi, nó bắt người của mình thì mình bắt người của nó, trả đũa lại. Ôi, như là hai bên đánh nhau vì vấn đề này chẳng qua là chính trị giành quyền lợi thôi. Cái kiểu của Trung Quốc là muốn cho cộng đồng quốc tế hiểu sai nghĩa của vấn đề. Và cố tình đánh tráo khái niệm bằng cái thủ đoạn này. Do đó, phía trường đại học của Hoa Kỳ và trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều công ty, sẽ có nhiều trường học nữa, sẽ lên tiếng cảnh báo sinh viên hoặc là nhân viên của họ khi du lịch tới Trung Quốc, tránh dùng những cái app, tránh dùng những cái thiết bị mà có thể bị đánh cắp thông tin và họ có thể dùng những cái thông tin đó để bắt giữ mình và không cho mình xuất cảnh vì những cái lời nói hay những cái gì liên quan tới chính trị mà họ có thể quy chụp cho tất cả mọi người những cái tội danh nhằm để mà che lấp những cái hoạt động của họ. Đây là cái cách mà Trung Quốc làm. Và vì vậy mà tại sao ngày hôm nay các bạn thấy là phía trường đại học UC Davis đã đưa ra cái lời cảnh báo này. Và lời cảnh báo này sẽ còn được lan rộng qua các trường đại học khác trên toàn quốc. Và sẽ có nhiều sinh viên sẽ suy nghĩ lại cái việc mà du lịch tới Trung Quốc hoặc là đến Trung Quốc tìm cách mà lấy kinh nghiệm hay học hỏi gì đó. Thì họ sẽ suy nghĩ lại. Tại vì họ không thể đem cái mạng của mình ra đùa với lửa được. Tại vì Trung Quốc họ có thể bắt giữ bất cứ giờ phút nào và quy chụp cho bất cứ cái tội gì mà không cần lý do. Tương tự như họ đang bắt giữ hai công dân Canada. Chỉ vì tình nghi hai công dân này hoạt động là gây âm mưu, gây hại nền an ninh quốc gia mà không có bằng chứng rõ rệt. Và đó là cái lời cảnh báo của cộng đồng quốc tế đối với lại công dân của mình. Và cẩn thận trước hoạt động gián điệp của Trung Quốc qua các thiết bị điện tử của họ. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Một lát nữa trở lại trong cái đề tài thứ hai. Thì Phong sẽ nói tới vấn đề của Đài Loan. Hôm nay lại có những cái thông tin mới liên quan tới Đài Loan. Mong các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại trong vòng 3 phút.